Hiện tại FPT Shop đang có chương trình deal cực hời cho học sinh sinh viên mùa Back to School, deal cực hời giá cực sốc. Hiện tại FPT Shop đang có chương trình laptop chơi hè đặc quyền cho học sinh sinh viên nhân 3 cho laptop PC Core i3 Ryzen 3 giá chỉ từ 5.990.000 đồng. Các bạn sẽ được giảm thêm lên đến 3.000.000 đồng, tặng bảo hành lên đến 2 năm và đảm bảo mua máy 100% sẽ có quà. Thế lệ đăng ký nhận quà cũng cực kỳ là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nhấn vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả mà Danh đã gắn ở phía bên dưới. Lướt xuống các bạn sẽ thấy chương trình đăng ký nhận quà ngay. Chúng hai xe máy điện Yade E3 trị giá 16.990.000 đồng cộng với lại 30 màn hình máy chiếu BQ. Chương trình này chỉ áp dụng cho các bạn học sinh sinh viên từ 15 cho đến 25 tuổi mùa Back to School này và áp dụng từ ngày 1 tháng 6 cho đến hết ngày 31 tháng 10. Các bạn học sinh sinh viên nếu mà muốn mua hãy nhanh tay tới FPT Shop chốt deal ngay nha. Sản phẩm chỉ có trọng lượng chỉ 1.85kg và đạt kích cỡ tổng thể tương đối gọn gàng và mỏng nhẹ so với mặt bằng chung của laptop gaming. Phiên bản Everything i15 của bạn đang được quan tâm đang được tích hợp Ryzen R5 7535HF với 6x12 luồng. Bộ vi xử lý AMD thế hệ mới này sẽ kết hợp cùng với lại card đồ họa RRTX 3050 nhằm cung cấp trải nghiệm chơi game ấn tượng nhất và vẫn giúp laptop sử dụng pin hiệu quả. Sở hữu ổ cứng SSD 512GB cho tốc độ truy xuất dữ liệu cực nhanh với khả năng sử dụng lưu trữ rộng rãi. Ngoài ra bộ RAM DDR5 16GB cũng có phần giúp tiến trình đa nhiệm cũng như là cách tác vụ được mượt mà hơn, dễ dàng xử lý và đáp ứng được những nhu cầu đa dạng trong ngày của người dùng. Ryzen i15 sẽ không làm bạn thất vọng với không gian hiển thị hình ảnh cực kỳ rộng lên đến 15,6 inch, độ phân giải Full HD. Ryzen đã sử dụng tấm nền ABS chất lượng cao để duy trì chất lượng hình ảnh không bị thay đổi ở mọi góc nhìn. Thêm vào đó, hãng còn áp dụng mức tần số quét lên đến 144Hz để laptop diễn đàn được mượt mà mọi tiết tấu chuyển động của trò chơi. Ryzen i15 sở hữu hệ thống bàn phím độc đáo với cụm phím WASD trong suốt thể hiện rõ ràng ánh sáng của đèn LED bên dưới, giúp người dùng dễ dàng nhận diện và thao tác trong đêm. Những phím đặc biệt khác như là phím điều hướng, phím cách và phím nguồn cũng được MSI tạo hình theo phong cách cyberpunk, mang đậm dấu ấn tương lai. Mặt cảm ứng thước bát trên Ryzen i15 có diện tích vừa đủ để thuận tiện thao tác cho tốc độ phản hồi nhanh nhạy trong mọi thao tác vứt chạm của người dùng. Bạn sẽ thoải mái lướt web, cuộn trang khi đã duyệt tài liệu, bản biểu và tìm kiếm.